Thời gian gần đây, dân mạng đấy lên nghi ngờ Ngọc Trinh đã chia tay người yêu sau 2 năm gắn bó bên nhau. Sự việc xuất phát từ việc đã một thời gian dài Ngọc Trinh không còn nhắc tới người yêu trên mạng làng hội, thay vào đó là những dòng ta tớt đầy triết lý về tình yêu tan vỡ. Không mất công giải thích, nhưng dịp sinh nhật lần thứ 30, Ngọc Trinh đã đăng tải rất nhiều ảnh chụp trong căn phòng ngập tràn màu tím và cho biết do người yêu chuẩn bị. Thế nhưng sau đó không lâu, dân mạng phát xuất hiện trong không gian tưởng như riêng tư của đôi tình nhân đó, có sự xuất hiện cả những người chị em thân mật của cô. Điều đó khiến nhiều người nghi ngờ rằng chính những người đó đã trang trí căn phòng sinh nhật cho Ngọc Trinh chứ không phải người yêu cô. Cũng sau sinh nhật, Ngọc Trinh chính thức tuyên bố sẽ đóng cửa Facebook một thời gian để có thể đưa ra quyết định quan trọng, khiến dân mạng càng củng cố niềm tin rằng chuyện tình yêu của cô đang không suôn sẻ. Bức ảnh Ngọc Trinh khoe được người yêu chuẩn bị cho. Sau đó có thêm sự xuất hiện của những chị em thân mật với cô. Một người chơi thân của Ngọc Trinh cũng có mặt tại đó. Mới đây, Ngọc Trinh đã chính thức công bố về tin đồn này. Cô ngầm phủ nhận những điều đó và cho biết mọi chuyện hiện vẫn ổn. Trinh nghĩ mình chẳng việc gì phải giải thích, cứ để thời gian trả lời. Mình lớn rồi, mình vui, buồn, những người xung quanh mình biết, mình không có nhiệm vụ phải giải thích cho cả làng hội ngoài kia. Trinh sống phiên bản năng của một người phụ nữ, vô tư, hồn nhiên, không cần phải công bố quá nhiều, Ngọc Trinh nói. Còn với câu hỏi bao giờ thế hệ lấy chồng sinh con, cô đáp, ngày xưa Trinh muốn có con năm 30 tuổi nhưng bây giờ Trinh muốn tập trung thành lập tài chính hơn. Dù sau này có gia đình hay không, Trinh vẫn muốn có tiền để không phải dựa dẫm. Nếu thấy phù hợp thì sẽ lấy chồng, sinh con. Còn nếu chưa phù hợp thì thôi, mọi thứ còn tùy duyên nữa.